và tùy theo nhu cầu của quý khách thích màu vàng gì, vàng vàng, vàng chanh, vàng hồng hoặc là thích vàng trắng thì chị Lan sẽ làm đúng theo yêu cầu. Thì thường thì khi mình ra một tiệm vàng bình thường mình mua thì mình sẽ chọn rất nhiều mẫu, mình thích mẫu nào mình mua đó, mình coi mẫu nào đẹp mình mua thôi chứ ít có để ý chất lượng. Nó phải đồng đều, không bị dễ rớt hột về chất lượng thì nó mới là đẹp hoàn hảo. Đẹp hoàn hảo có nghĩa là đẹp từ bề ngoài lẫn bên trong về chất lượng luôn. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, Kỳ Lân Luxury.com. Hôm nay chủ đề review Kỳ Lân sẽ giới thiệu đến với tất cả quý khách đó là cặp nhẫn vàng 18K AU750 đến kim cương. Kỳ Lân là đơn vị chuyên kích tung chế tác tất cả những sản phẩm nữ trang trang sức bằng vàng 18K AU750 chuẩn châu Âu, kim cương thiên nhiên. Quý khách có bất kỳ ý tưởng nào, bất kỳ ý muốn gì, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân sẽ thực hiện những ý tưởng, những yêu cầu của quý khách thành sản phẩm hoàn thiện. Và cụ thể ngày hôm nay Kỳ Lân đang muốn giới thiệu với tất cả quý khách đó là một cặp nhẫn. Cặp nhẫn này là nhẫn cặp. Mẫu này rất là hay. Nếu như chúng ta phối thành nhẫn cặp thì nó là nhẫn cặp. Còn nếu như chúng ta đeo nhẫn lẻ thì nó là nhẫn lẻ, dành cho nam nữ cũng được. Mẫu này là unisex, nam nữ đều đeo ok. Và mẫu này là mẫu dành cho nữ. Mẫu này hiện tại là còn một viên kim cương chủ nữa, nhưng mà tùy vào yêu cầu, tùy vào nhu cầu của quý khách nên là Kỳ Lân chưa gắn hột chủ. Ví dụ như có khách hàng, có khách yêu cầu là 5.4, có khách hàng là yêu cầu 7.2 hoặc là yêu cầu kích thước khác, cho nên là Kỳ Lân sẽ không gắn sẵn hột chủ vào đây. Còn cái này thì nó không có hột chủ mà hột kim cương tròn tấm đều hết xung quanh. Và Kỳ Lân đã từng làm một clip một cặp nhẫn này dành cho một vị khách hàng và đính hột rồi, thì quý khách có thể coi lại trên kênh YouTube cũng như trang fanpage Kỳ Lân Luxury. Bây giờ camera đi cận cảnh chi tiết giùm anh vào cặp nhẫn quá đẹp này, quá xuất sắc này. Vàng là vàng hồng Rougon 18K AU750. Và tùy theo nhu cầu của quý khách thích màu vàng gì, vàng vàng, vàng chanh, vàng hồng hoặc là thích vàng trắng thì Kỳ Lân sẽ làm đúng theo yêu cầu. Và bây giờ mình đi chi tiết về đẹp hay xấu. Thì thường thì khi mình ra một tiệm vàng bình thường mình mua thì mình sẽ chọn rất nhiều mẫu, mình thích mẫu nào mình mua đó, mình coi mẫu nào đẹp mình mua thôi chứ ít có để ý chất lượng. Thì hôm nay quý khách sẽ cùng Kỳ Lân đi khám phá chất lượng. Một chiếc nhẫn đẹp thì kiểu dáng nó phải đẹp, đó là điều đương nhiên. Nhưng nó phải chất lượng đẹp từ bên trong nữa, có nghĩa là từ hoàn hảo đẹp, từ chất vàng đến hột kim cương sáng đẹp đều. Và nó phải chuẩn hột, tỷ lệ chia hột và nó phải đồng đều, không bị dễ rớt hột về chất lượng thì nó mới là đẹp hoàn hảo. Đẹp hoàn hảo có nghĩa là đẹp từ bề ngoài lẫn bên trong về chất lượng luôn. Cũng như hoa hậu vậy, đẹp bề ngoài thì bên trong phải đẹp nữa, có nghĩa là đẹp từ kiến thức, từ tri thức nữa, chứ không phải là đẹp bề ngoài không. Đẹp ngoài mà không có kiến thức, không có tri thức, không biết cách nói chuyện thì nó cũng không hoặc là đẹp lắm, đúng không? Thì đẹp nó phải là hoàn hảo. Đẹp có nghĩa là đẹp bề ngoài và bên trong nó phải chất lượng nữa và đẹp bên trong nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi soi vào máy. Đây, tỷ lệ chia hột, chia hột đều rất đều, và mỗi hột đều có 4 chốc để mà giữ hột lại, rất tròn và đều, chấu nào ra chấu nấy, bám chắc vào hột, giữ hột cực kỳ chuẩn, thành ra vấn đề mà rớt hột hầu như gần như là bằng không. Hột nào hột nấy rất đẹp và lựa từng hột nó tương đồng, tương xứng với nhau để nó mà đồng bộ với nhau hết. Tức là hột về tỷ lệ, kích thước, màu sắc nó phải tương đồng như thế này. Và chia hột nó phải, chia ổ nó phải đều và chấu cạnh đi hột nó phải chuẩn. Nói chung là đó là về chất lượng. Mình nó coi mắt thường không thấy đâu, có mắt thường khó biết lắm. Phải coi qua kính lúp hoặc là kính hiển vi hoặc là máy móc như Kỳ Lân đang sử dụng.
thì quý khách sẽ thấy rất là rõ. Và chất vàng nè, nhìn bên trong chất vàng nè, bóng cực kỳ, không bị bọt, công nghệ nén và cực kỳ chuẩn, cực kỳ chuẩn, và vàng cầm nhỏ thôi nhưng mà rất là nặng và không bị bọt vàng. Vàng từ vàng y ra cho nên là tỷ lệ hội cực kỳ chuẩn, không bị bay màu, phải nhuộm màu lại các kiểu. Đó là cái đặc điểm đặc biệt của vàng 18K AU750 bên Kỳ Lân Luxury. Người ta gọi là đẹp từ ngoài, đẹp bên trong là như vậy. Logo mộc của Kỳ Lân đây, vàng AU750 có đóng mộc 750 18K, logo Kỳ Lân Luxury. Bên kế bên AU750 vàng 18K chuẩn cho đây. Và đây là chiếc nhẫn nữ, mình sẽ coi hộp nha. Tất cả hộp Kỳ Lân tuyển chọn từng hộp một về độ sạch cũng như là về size của viên kim cương, nó đồng đều và đồng nhất về màu sắc, chất lượng cũng như là từng cháo hộp nó cũng đã được đội ngũ kỹ thuật siêu cao cấp của Kỳ Lân, nên là cái chất lượng rất là đẹp và cực kỳ chuẩn, cho nên là cái tỷ lệ rất hộp gần như là bằng không. Kỳ Lân rất là kỹ, Kỳ Lân đi phân tích vàng, tức là đi ra chỗ mà trung tâm họ chuyên làm công việc là đi phân tích thành phần vàng, tất cả các vàng, vàng thỏi, vàng cục, vàng nấu gì đó thì tất cả những tiệm vàng bạn đá quý họ hay đem ra đó để phân tích, bởi vì nơi họ là họ chuyên, họ có máy móc để chuyên phân tích thành phần vàng, cho nên là cực kỳ chuẩn. Và nơi đó cũng có giám định phân tích kim cương luôn. Xong rồi, đây bên đó này, vàng thì thường thường là vàng 18 là 18K nè, AU750 18K nha, 75%, dư không phải 75,11. Thì tất nhiên là mỗi sản phẩm làm ra tùy được thì nó sẽ là chênh lệch, chứ không thể nào là y xì được, nhưng mà chênh lệch nhau rất là nhỏ, có nghĩa là 75% thì thường nó sẽ chênh lệch hơn là 75 hoặc 76 luôn, hoặc là có cái 74 phải mấy, nói chung là nó sẽ xoay quanh 75%, chứ không phải là vàng 61. Kỳ Lân không làm vàng 61, tất cả đều có giám định phân tích rồi, kỹ lắm, kỹ lắm. Sau khi phân tích xong, ví dụ như chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo đây là bằng vàng và kim cương, thì Kỳ Lân đi thêm ra chỗ cụ thể rất nhiều trung tâm giám định khác, và cụ thể Kỳ Lân đang làm ở đây là trung tâm Doji Lab. Doji này thì họ sẽ chụp hình sản phẩm của mình, ngoài chụp hình sản phẩm xong, sau khi chụp hình xác nhận sản phẩm xong và họ phân tích xong, họ sẽ ghi cho mình là nhẫn kim loại màu vàng hồng gắn đá, và ở dưới đây họ sẽ ghi là Rogol vàng hồng 18K, rất là chi tiết, vàng hồng 18K. Và họ đánh dấu cho mình luôn, họ ghi luôn là 35 viên kim cương trên này. Và kim cương gì? Kim cương tròn, kiểu kim cương nè, tròn nè, 1 ly 2. Đó là như vậy. Tương tự đối với điện thoại Vertu cũng vậy, họ sẽ ghi là điện thoại kim loại vàng hồng, có trọng lượng luôn là bao nhiêu gram, 223,07 gram, và Rogol vàng hồng 18K, mã số họ ghi cho mình luôn. Và Kỳ Lân căng chiếc nhẫn nữ này ở tình trạng là không có hộp chủ, có kim cương tròn tắm xung quanh chiếc nhẫn nhưng mà không có hộp chủ nha, là tổng cộng luôn hộp kim cương tắm xung quanh là 2,8 gram, thì theo tính toán thì nó là tầm 7/4, gần 7/5. Và để biết chính xác hay không thì mình sẽ căn vào đây. Và căn này hiện tại là số 0 hết, Kỳ Lân sẽ đặt lên thì nó sẽ ra là 7/45. Ok. Rồi, tất cả sản phẩm đều phải như vậy. Quý khách có nhu cầu, có ý tưởng những mẫu nào sản phẩm độc, đặc biệt là những sản phẩm mang đậm phong cách của mình, tạo dẫn cho mình những sản phẩm mang tính nét riêng của mình, ý tưởng của mình, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân thực hiện ý tưởng nó thành sản phẩm hoàn thiện và hoàn hảo nhất cho tất cả quý khách. Cảm ơn tất cả quý khách đã xem clip của Kỳ Lân, và hy vọng rằng quý khách hãy subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới, cũng như là những chương trình sản phẩm hấp dẫn của Kỳ Lân sẽ phục vụ cho quý khách. Hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem mẫu sản phẩm của Kỳ Lân, hoặc gọi trực tiếp để Kỳ Lân tư vấn qua số like 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân sẽ hỗ trợ quý khách từ A đến Z, tất cả những cái gì quý khách cần Kỳ Lân sẽ đáp ứng. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.